Cảm ơn em Ly. Mấy món đồ chơi thì nhỏ xíu thôi, nhưng tụi nó lại rất nguy hiểm. Tôi sẽ đi tiêu hủy hết bọn chúng. Cậu đi giải cứu thầy cô và các bạn đang bị nhốt trong phòng đi nha. Trang phục robot bật. Trang phục robot bật. Chơi robot đâu hết rồi? Dạ thầy, cậu bé robot đã tới rồi, nên bọn chúng đang đuổi theo cậu ấy. Thầy không cần phải lo nữa đâu. Tại sao con quạ này bay theo mình hoài vậy? Mình có làm gì đắc tội với nó đâu chứ. Đi đi, tránh xa ta ra, cứu tôi với. Giờ chúng ta chiến đấu thôi. Giỏi quá. Giỏi luôn. Hay quá. Con giỏi lắm kia. Rất giỏi. Giỏi lắm. Phi à, mau tránh ra khỏi khu vực 500 đi con. Con đang cố gắng đây ông ơi. Dạ ông ơi, đưa con chiếc cho con không, đi. Con không được mạo hiểm như vậy đâu. Nó cũng sẽ tấn công con với tỷ là xe đó thôi. Ông ơi, con đang có một ý này nè. Vi à, ta là thiên tài, siêu sao siêu nhân thiên tài. Ngươi nên nhớ là không ai có thể đấu lại ta được đâu. Cứu tôi với. Ông đưa cái này cho cậu nè. Giọng nói của cậu rồi sẽ trở lại thôi. Là cậu bé robot kìa. À.
Các người phải nghe theo lời ta đó, có biết chưa? Chúng tôi nhất định sẽ nghe theo lời của ông. Tốt, giờ thì nghe đây. Đây chính là kẻ đại thù của chúng ta. Hắn đã giả mạo giống như các ngươi rồi đi gây rối cho mọi người. Tất cả các ngươi phải tiêu diệt hắn cho ta. Chúng ta nhất định phải tiêu diệt hắn ta. Để tiêu diệt được một ai đó, các ngươi phải có cảm giác đầy tức giận. Nhưng mà các ngươi đừng có chỉ ra vẻ tức giận cho ta thấy như vậy, mà hãy cho ta thấy cơn tức giận thật sự của các ngươi đi. Tới vua Sát-gan để tìm và giải quyết cậu ta ngay lập tức. Có 7 cậu bé robot luôn. Hay quá, mình phải xin chữ ký mới được. Làm ơn ký cho tôi. Ký cho tôi đi bà. Để cho tôi đi trước. Để trước mà. Để hai chụp hình với tôi đi. Em lấy chân bố chạy đi. Họ tới đây tìm tôi đó. Trang phục robot bật. Trang phục robot bật. Junbun, cậu đi tìm Gintu đi. Tôi chạy về nói cho ông biết. Không thể hiểu nổi, làm sao có 7 bản sao có mặt nạ giống Via lại tới cùng một lúc như vậy được. Trang phục ở dưới nước bật. Trang phục dưới nước. Ông nội ơi, đã hạ được 3, còn 4 tên nữa. Yeah. Không, không, không. Từ từ, 7 tên robot đã mất rồi. Trang phục máy khoan. Trang phục máy khoan. Hạ được 6 tên rồi, chỉ còn 1 thôi ông. We'll be right back.
biết robot của ông ta. Giờ thì mình sẽ làm cho tên mắt mát này rối mắt một chút. Via, nhận thất bại đi. Nếu không thì ta sẽ giết bạn của ngươi luôn đó. Yeah. Bây giờ ngươi làm sao đây Via? Chấp nhận đi, vậy tính mạng của Emily đang nằm trong tay ta.